2 năm sau. Mà công nhận đã thiệt ha. Đất nó lên giá, cái giờ em đang, nhà em cũng đang khó khăn. Giờ kể cái mình ấy cái miếng đất này cho em xin đang ít tiền ha. Thật ra không ngờ nha, mấy anh em mình hùng mua chung vậy thấm thoát đã là 2 năm rồi. Mới có 2 năm mà phải bán miếng đất rồi. Thì cho em ký kiến vậy được không? Dạ. Anh nhớ cái hồi mình mua đất không? Ừ. Xong ai anh nói là anh sẽ đi tìm miếng đất đó, nhớ không? Ờ. Rút cuộc hai anh không đứa đi tìm đâu. Ờ. Em là người đi tìm. Đó, rồi cái hả? Mình mua xong, cái hai anh nói thôi để hai anh đi chạy giấy tờ. Ờ. Cái hai anh cũng đâu có chạy. Em là người chạy giấy tờ. Ờ. Cái kỳ này bán miếng đất này, cái hai anh cũng đâu có tìm người được đâu. Ờ. Cái em cũng là người tìm đi mua miếng đất này. Nè, bán được giá cho em lên xin tí xíu được. Anh nhớ, và anh nhớ rất rõ lúc đó ba anh em đã cùng nhau ngồi nói đúng chuyện rồi. Với nhau. Dạ. Là đúng, bây giờ mình hùng vô. Dạ. Thì sau đó là em là hùng 5 cây vàng. 5 cây. Anh với anh Trung mỗi người hùng vô 10 cây vàng. Dạ. Đúng không? Và 2 năm trước cũng tại cái quán này. Khúc này. Mình ngồi mình nói bây giờ hùng vô đi. Rồi cuối cùng nó bao nhiêu chia bao nhiêu. Không cho có. Nên em bớt nói xàm lại em. Không có. Lúc đó em cực quá, hiểu không? Em cũng cực quá, em chạy đồ này chạy đồ kia đổ mồ hôi. Lúc đó em phải có công thì cũng có cán, anh hiểu không? Bây giờ anh hỏi rõ ràng, ở cái thời điểm đó nếu em cầm 5 cây vàng của em không á, mày mua được cái gì? Em mua được miếng đất đó không? Ừ. Và nếu như em không mua được miếng đất này thì bây giờ nè, cái miếng đất này liệu nó có lên giá không? Hay là 5 cây vàng em mua một cái rẻo bị lớn thì bây giờ nó ở đâu, hoặc là mua trong vùng sâu vùng xa thì nó có lên giá không? Em hỏi mày nên không? Mày nghe tao nói là không có tao mà 10 cây, nghĩ 10 cây, mày có 5 cây à, gom lại mới có 25 cây mới mua miếng đất bự, bây giờ mới có lợi nhiều. Ngày xưa mình nói sao thì bây giờ nói y chang như vậy. Cứ theo cái phần hùng của mỗi người hùng vô. Theo bây tỷ giờ, lệ. Dạ đúng, theo tỷ lệ cứ vậy mà chia. Ờ. Hey. Ê, gì vậy? Gì vậy? Mấy người muốn chia bao nhiêu là chuyện của mấy người. Nhưng tôi khẳng định tôi phải được chia. Ủa ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Xin trân trọng giới thiệu phu nhân của tôi. Nhưng mà xé ông Thú cách đây 4 tháng à. Anh ly hôn 4 tháng rồi hả? 4 tháng hả? Giờ trời lại đây làm chi vậy trời, tôi đã có người khác rồi. Chuyện gì? Nói cho mấy người biết trước, 10 cây vàng mà đó là ổng hùng vốn với mấy người đó. Dạ. Là tiền của tôi. Bây giờ mọi người muốn chia ổng kia, phải chia cho tôi nữa chứ. Nè, đừng nói, không còn dính dáng thì đâu có gì trong đây đâu mà tự nhiên hợp đồng được như lợi chia. Đúng rồi chị, cái đó là chuyện gia đình của anh chị. Đúng rồi, gia đình của anh chị, hai anh chị về nhà nói chuyện nha. Chị ba em tôi chưa giải quyết xong nữa nè. Nè, chị có tên ở trong cái sổ đỏ này đâu mà được chia. Tôi nhắc cho mấy người mà nhắc luôn cho ổng nhớ. Mấy người phải biết rằng khi mà cái vụ mà mua đất mua đai này là còn hôn nhân, tức là lúc đó tôi vẫn còn vợ của ổng. Ủa thì kệ chị chứ trời, bây giờ nè, mở ra có tên chị không, có tên nào có chị trong đây không? Đúng rồi. Thôi tôi không nói nhiều với mấy người nữa, tôi sẽ đi tìm luật sư. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp, hãy để các chuyên gia gỡ rối. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Về vấn đề mua chung bất động sản thì tôi có những góc độ về mặt pháp lý cần tư vấn cho các bạn như sau. Như tôi đã trao đổi thì trên sổ đỏ hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và các tài sản gắn liền với đất sẽ không thể hiện tỷ lệ phần trăm góp vốn của các bên mua chung bất động sản mà chỉ thể hiện tên và thông tin của những người đồng sở hữu. Vì vậy trong trường hợp nếu như không có bất kỳ một cái văn bản pháp lý nào để chứng minh cho cái tỷ lệ và phần góp vốn của các bên mua chung thì khi bất động sản này được bán thì cái lợi ích nhận được sẽ chia đều cho các bên cùng đồng sở hữu. Thông qua việc kinh nghiệm tố tụng của tôi thì nếu như các bạn có ý định mua chung bất động sản với người vợ hoặc chồng hoặc thậm chí là những người không phải là người thân thích của mình thì các bạn nên đến văn phòng công chứng sử dụng dịch vụ công chứng để thiết lập một cái văn bản về mặt pháp lý để xác nhận về cái phần đóng góp của các bên, để khi mà có tranh chấp xảy ra thì các bạn có một cái căn cứ về mặt pháp lý để đảm bảo cái quyền lợi cũng như là cái phần trong đóng góp của mình. Theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 và Nghị định 126 năm 2014 thì tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân sẽ là tài sản chung. Vì vậy nếu như mà người cùng mua chung bất động sản với bạn đang có vợ hoặc có chồng, điều đó có nghĩa là cái phần sở hữu chung của họ đối với bạn trong cái miếng đất này là tài sản chung của người đó và người vợ hoặc là người chồng của mình. Đối với tình huống này, người vợ hoàn toàn có quyền yêu cầu chia lợi ích từ tài sản chung của cô ta chứ. Việc cùng nhau mua chung bất động sản là việc xảy ra trên thực tế rất nhiều. Bên cạnh đó nó cũng tồn tại rất là nhiều rủi ro. Và tôi có lời khuyên cho tất cả các bạn, đó là chúng ta cần tìm hiểu kỹ về cái đối tượng và đối tác cùng mua chung bất động sản của mình, để khi xảy ra tranh chấp thì chúng ta cần đảm bảo quyền lợi của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vitamin Hạnh Phúc.